Em lên cho các bác hai cái bình giữ nhiệt nhé. Một là của hãng Thermos loại to 2 lít này, và một là của hãng Thermos là cái này là 500 ml nhé. Con này thì là nắp xoáy vặn ra, còn dòng này thì là nắp bật ra nhé. Đấy, có vòi uống nhé. Về ngoại hình thì cả hai thì khá là ok nhá. Con bình nhỏ này thì em bán là 140.000 này. Đấy này. Đây là có nắp chặn nước uống nhá. Còn con này là xoáy ra nhá. Con nhỏ là 140.000 nhá. 140.000 thì em giảm luôn cho các bác là để cho bác con này là còn 120 thôi. Đó. Còn con bình 2 lít này nhá. Con bình 2 lít này rất hiếm nhá, rất hiếm, cầm vừa gọn nhẹ, đi thể dục thể thao các kiểu, rồi đi bơi các kiểu nhá, các thể loại luôn. Đó, dùng rất ok luôn, nó không to quá mà không nhỏ quá. Thì con này thì em để cho các bác là 450 nhá. 450 con bình này. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.